thưa quý vị để thay đổi nếp nghĩ cách làm của người dân cũng như xóa bỏ định kiến về giới tập tục văn hóa có hại cho phụ nữ trẻ em hội liên hiệp phụ nữ huyện hướng hóa tỉnh quảng trị đã thành lập và duy trì hoạt động các tổ truyền thông cộng đồng tuy mới đi vào hoạt động song các tổ luôn cố gắng đa dạng hóa hình thức tuyên truyền chọn lọc hình thức phù hợp với từng nội dung đối tượng người dân qua đó bước đầu thu được những kết quả tích cực Xã Thanh là địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tại 6 thôn của xã đã thành lập tổ truyền thông cộng đồng, mỗi tổ có từ 7 đến 10 thành viên. Qua tìm hiểu và nắm bắt được thông tin, gia đình chị Hồ Thị Mé ở thôn A Ho, xã Thanh, huyện Hương Hóa có con trong độ tuổi chuẩn bị kết hôn. Tổ truyền thông cộng đồng tại thôn thường xuyên đến tận gia đình chị Mé để tuyên truyền vận động, cung cấp thêm nhiều kiến thức về tảo hôn và những hậu quả của tảo hôn. Nhờ vậy, gia đình chị Mé hiểu được con kết hôn phải theo đúng độ tuổi quy định của pháp luật. Gia đình tôi có con trong độ tuổi chuẩn bị kết hôn Khi được tổ truyền thông cộng đồng của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Xã Đến tận nhà phổ biến, tuyên truyền liên tục Nên gia đình tôi đã biết và không cho con tảo hôn Vì tảo hôn là sai quy định của pháp luật từ năm 2022 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hướng Hóa đã thành lập được 46 tổ truyền thông cộng đồng với gần 500 hội viên tại 9 xã, thị trấn. Những người có năng lực, có uy tín và có tiếng nói trong cộng đồng là những nhân tố nòng cốt trong việc tuyên truyền vận động người dân xóa bỏ các định kiến giới liên quan đến phụ nữ và trẻ em để tổ truyền thông cộng đồng trên địa bàn huyện được thành lập và đi vào hoạt động có hiệu quả hội liên hiệp phụ nữ huyện hương hóa đã tổ chức khảo sát thành lập ra mắt tổ hỗ trợ kinh phí tập huấn tổ chức diễn đàn giao lưu các tổ truyền thông hỗ trợ hoạt động mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền tại cơ sở Hội cũng đã tổ chức diễn đàn giao lưu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác truyền thông về bình đẳng giới năm 2023 nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp vận động hội viên phụ nữ và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tích cực tham gia các hoạt động hội, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Đồng thời qua đây, các cấp Hội phụ nữ đã đánh giá nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong tuyên truyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới chúng tôi lồng ghép vào những cái hoạt động tuyên truyền như là các cái hoạt động nhân cái ngày lễ kỷ niệm mùng tám tháng ba, cái hoạt động hai mươi tháng 10, rồi là ngày gia đình Việt Nam, chúng tôi lồng ghép vào đây để tổ chức những cái cuộc thi, những cái hội thi giao lưu, tuyên truyền, rồi là chúng tôi tổ chức những cái chiến dịch truyền thông về phòng chống tảo hôn đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn hiện nay việc các tổ chức truyền thông cộng đồng trên địa bàn huyện Hương Hóa được thành lập và đi vào hoạt động đã góp phần giúp người dân thay đổi nhận thức và hành động về bình đẳng giới và quyền lợi của trẻ em, giúp người dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em có thể giảm nghèo thông tin, thúc đẩy quyền trao cho họ cơ hội vươn lên, khẳng định vai trò chủ thể của mình trong việc tham gia xây dựng, phát triển cộng đồng và góp phần xây dựng đất nước phát triển bền vững.